Hello tất cả các anh em nha. Thì cái ngày hôm qua vào ngày 2 tháng 3 thì mình có nhận được cái bé Bun Pháp này. Thì cái bé này đâu mà đi tân vô đồn mang luôn anh em. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là chó của ông cán bộ nào đó ông nuôi. Thì nhưng mà mình thấy thì nó cứ đi ra đi vô. Rồi nó đi ra đường xong nó chạy tùm lum la hết trơn. Cuối cùng cái mình mới giữ em nó lại thì mình phát hiện là bé này mới bị đi lạc. Sức khỏe thì cũng không bị ổn định lắm. Thì theo như mình thấy á, thì hiện tại là bé đang có cái hiện tượng đó chính là bị viêm da ha anh em. Chỗ phần chân này nè, không biết là bị do cái con gì nó cắn hay không. Chân bên đây cũng vậy nữa. Thì có khá là nhiều bọ ve trên người của bé này. Thì cũng như là lúc nãy mình thấy á, thì theo dõi là đường hô hấp của bé này hình như là đang bị sốt, đang bị phổi hay sao đó. Nó có vấn đề vì nó thở như một con trâu vậy đó. Cộng thêm là tình trạng sốc nhiệt nữa. Nếu mà mình ra bắt bé trễ một tí thì mình không biết là bé có qua được đêm nay hay không. Thì anh em nào là chủ trước của bé thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại này nha, 078-684-1591. Và bạn nào mà có ý định là muốn sinh cái bé này về nhận nuôi á, thì mình thấy là anh em chúng ta nên để tiền mà mua bé bun khác đi ha. Tại vì bé này thứ nhất là nó đã già rồi, cái thứ hai nữa là nó mang trong người rất là nhiều bệnh. Và cái tiền chữa bệnh đôi khi nó sẽ bằng luôn cả cái giá tiền mà anh em chúng ta mua một con bun mới. Một con bun còn baby luôn, một con bun mới có 2 tháng luôn đó. Thì anh em lúc đó nuôi thì tha hồ luôn. Còn như bé này bé đã già rồi, anh em bỏ ra một số tiền như thế thì anh em chúng ta phải là thật sự là quan tâm tới nó. Tại vì mình nghĩ là nó sẽ bị bệnh này, nó sẽ bệnh tái phát thường xuyên đến những chú bun già luôn. Và tuổi thọ của nó sống thì mình nghĩ là sẽ không có được cao hơn so với tuổi khác nữa. Cho nên thì anh em nào muốn nhận nuôi thì tốt nhất là nên suy nghĩ lại thì cái giá tiền mà chăm sóc thú y cho nó thật sự có đủ hay không. Thì lúc đó anh em chúng ta hãy liên hệ với mình ha. Và rồi, tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Mình sẽ sớm cập nhật thêm thông tin về bé Bun này sau ha anh em.